Hello anh em nha. Là mình đây. Hoàng Kha Go Play đây. Thì hôm nay quay clip này á cũng nói chuyện với anh em thôi chứ cũng không có gì. Tại kênh của mình không có đủ điều kiện để phát trực tiếp ha. Mình đang cho con chim chích trời lửa này ăn. Con này đuôi 17. Cái này là cám cám hiện Bảo Khánh số 1. Cái này là cám trứng anh em. Mùa này Sài Gòn mình không có đi mua mồi tươi cho nó được, mình cho ăn trộn hai thứ lại, là cám nó cũng gần hết rồi, đâm ra mình cho ăn tiết kiệm lại một xíu để tới đầu tháng 10 á, thành phố nó thả cửa, mình đi mua mồi tươi cám rồi cho nó ăn. Con này trăng hồng ha anh em ha, lông mùa này mới thay cũng tương đối đẹp. Mà tướng cái này tướng bồ câu, hót to lắm anh em, nó không phải tướng gạch kê. Chứ mùa này á hả, mùa mưa nữa anh em, trời nó cứ mù mù á, chim nó xù lông. Mình chúc anh em một ngày bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Năm 2021 này á hả, coi như là mình dư được sức khỏe được rồi anh em. Chứ làm nửa năm mà nghỉ muốn nửa năm luôn. Qua năm chắc mình tuyển thêm vài con đuôi dài dài mình nuôi, mình đăng lên, anh em nào muốn muốn chia lại thì mình chia lại cho anh em nuôi. Như con này anh em nào thích thì cứ comment bên dưới ha, hoặc là gọi theo số điện thoại của mình đó. Con này cũng rẻ anh em, thì mình bán 800 ha, 800 không mỗi lồng nha anh em. Chim không thật lỗi gì hết á. Đuôi 17. Cám cứng rồi. Chim nuôi 1 năm rồi anh em. Rồi bye bye anh em ha. Anh em nhớ like, đăng ký kênh giúp mình ha.